pha quét sạch đầu tiên dành cho bên phía của OMG hay chăng? Rất nhạy cảm đến từ người chơi đứng giữa OMG, và anh ta có cú double kill gần như không còn nữa, và Tamago họ có thể và chắc chắn sẽ phải chia tay AIC năm nay 2-0 dành cho OMG. Và như vậy chúng ta đã có chiến thắng 2-0 dành cho OMG, cũng như việc Overclocker sẽ có một tấm vé chắc chắn đi sang Thái Lan. Là một con số quá trời luôn. Hàng trăm sinh mệnh, hất tung được hai. Đây là trạng của bên phía đối phương đã phải quay về. Sterling đã phải nằm xuống. Bạn như trên là người thứ hai. Đợt TV có điểm hạ gục. Quét sơ rồi và Idol làm sao? Và đó là chiến thắng của Suy Momo. Việt Nam vô địch. Và cánh nhà vỡ 2-0 cho Alvarez. Một chiến thắng quá hủy diệt.